Xin chào tất cả mọi người. Video này Phú Trần sẽ chia sẻ một bài thuốc hữu ích cho những người đang chịu đựng căn bệnh viêm xoang và viêm mũi dị ứng. Video này Phú Trần sẽ hướng dẫn cách làm bài thuốc rất là đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả cao, đặc biệt dành cho những người trải qua tình trạng nghẹt mũi này, hắt hơi thường xuyên này, chảy nước mũi này, gây khó chịu và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và công việc. Phú Trần sẽ hướng dẫn một cách làm bài thuốc sử dụng cây mà Phú Trần đang cầm trên tay đây đó là cây hoa cất lợn hay còn được gọi với cái tên là hoa ngũ sắc hoặc là cây hoa ngũ vị hay là cây bọ xít cũng là nó cây này có tên thông thường người ta hay gọi là cây hoa cất lợn và cách làm bài thuốc cũng rất là đơn giản mọi người ạ mọi người chỉ cần hái cây này về bỏ rễ mọi người chỉ cần lấy thân lá thôi mọi người đem rửa sạch với nước muối pha loãng hoặc có thể ngâm từ 15 đến 20 phút sau đó mọi người để ráo nước và đem đi giã lấy nước cốt. Sau khi mọi người lấy được nước cốt, mọi người sẽ dùng cái dung dịch này cho vào một cái chai gọi là chai uh, thuốc nhỏ mắt cũng được. Hoặc là dùng chai nọ nào đó để chúng ta cất đi chúng ta dùng dần. Mọi người nhỏ từ 2 đến 3 lần mỗi ngày. Mặc dù mọi người có thể cảm thấy hơi sót ở lần đầu khi mà chúng ta nhỏ. Nhưng là sau vài lần, sau vài ngày mọi người sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và thoải mái hơn. Cái bài thuốc này đã mang lại hiệu quả cao, rất nhiều người đã dùng bài thuốc này, đặc biệt là những người đã thử nhiều loại thuốc mà không thấy cải thiện. Quan trọng nhất đó là sự kiên trì, nên là mọi người hãy áp dụng và kiên nhẫn, mọi người có thể thấy được công dụng của nó sau một thời gian sử dụng. Mọi người đừng quên rửa sạch mũi trước khi sử dụng cái bài thuốc này nhá. Nếu mà mọi người kiên trì dùng cái bài thuốc này thì mọi người sẽ thấy được hiệu quả của nó. Chúc mọi người sức khỏe.